lỗ bất ngờ. Rồi đi tới. Xin lỗi nha, đụng không biết đụng đâu luôn. Này cái bụng. Ok, mở nghe được chưa? Ok, mở mắt nghe đi. Hello em ạ. Cảm giác đầu tiên mà khi bạn gái sờ lên người mình á thì mình cảm giác của mình rất là bồi hồi lắm, mình giống như là lần đầu tiên mình được một người con gái chạm vô người của mình á thì mình vừa thấy mừng mà cũng vừa thấy lo. Cái cảm giác thứ hai là khi mà bạn gái đã tìm được ra cái miếng sô cô la thì hai người cùng ăn, mình rất là vui. Mình luôn muốn là người chủ động che chở, muốn là người tấn công bạn gái để cho bạn gái biết được mình sẽ là mẫu người con trai để bạn gái đó có thể dựa dẫm, tựa vào bờ vai những khi mà bạn gái đó có nỗi buồn. Cảm giác của mình thật sự là một cái thử thách mà mình chưa bao giờ làm điều đó. Nói chung là vui mà hồi hộp nữa. Thì mình cứ sợ là cái thanh sô cô la nó chạm vào môi của mình. Cũng không biết nói gì hơn thì chỉ biết là e thẹn thôi. Anh đọc profile của em thì anh thấy có mình có nhiều điểm chung lắm. Thứ nhất là em có hai mối tình thì anh cũng có hai mối tình. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi em không biết nấu ăn thì anh là người biết nấu ăn. Con đường mà chinh phục của đối phương đó là đi qua bao tử. Anh không tự tin là mình nấu ngon nhưng mà cũng được 70% thì nấu được những món em thích. Nói chung là anh có lòng thì món gì anh nấu thì em cũng ăn hết. Còn một điểm nữa là anh thích người con gái có mái tóc dài. Nhìn có vẻ anh em hơi bất cỡ tí xíu này nè. Không sao, thì em có nói em là người ít nói đúng không? Thì nếu mà em ít nói thì anh sẽ nói nhiều, bù lại cho em ít nói ha. Anh thì muốn che chở người con gái mà mình quen, mình yêu thương. Giống như là lúc đầu á thì anh chưa thấy mặt em thì chỉ nghe giọng em nói chuyện thôi, thì anh cảm nhận được cái giọng của em rất là dịu dàng, rất là nữ tính. Trong đầu anh suy nghĩ gì về em lúc đó? Thì đúng với cái mẫu người con gái mà anh thích. Em anh muốn chinh phục em đó. Cảm ơn anh. Bên anh là lớn. À, anh lớn hả? Anh nãy anh nói năm nay anh 30 à? Anh 30. Anh ở đó một mình hay ở với gia đình? Anh ở gia đình anh ở đâu? À, không, em có là anh ở chị em à? Có, em có anh chị mà lập gia đình hết rồi. Vậy em là Út? Đúng rồi, em là Út, em còn mình. Nhưng mà chưa ai hốt em hết. À, vậy là chuẩn bị đi. Giờ em đang đợi ai hốt em đây nè. Anh sẽ hốt em. Ế quá đây nè. Công việc tự do của anh nhưng mà chính xác là anh làm cái gì mới được? Anh làm diễn viên. Ngoài cái đó còn làm gì thêm không? Thì thu nhập thì cũng ổn định, cũng lo được cho em đó. Mà không biết là em có chịu hay không thôi. Lo là lo cỡ nào? Không thể là lo cho em một cách quá hoàn hảo, nhưng mà sẽ lo cho em một cách hoàn hảo. Rồi hồi nãy là mình ăn sô-cô-la đó, thì cái cảm xúc của anh nó như thế nào? Nếu mà anh nói lần đầu là anh nói xạo em rồi, hơi bị rung chút xíu, tại vì cái trường hợp này á, là cũng mấy năm rồi mới lặp lại, thì anh hơi bị rung chút xíu. Nhưng mà anh có cảm giác anh là người chủ động và em là người bị động. Điều đó là điều dĩ nhiên, tại vì con gái mà lúc nào mà chẳng ngại. Nhưng mà nãy thật sự là em rất là rung luôn á. Em nói chung là không biết phải làm như thế nào. Anh biết em rung mà, hai tay em cứ đẩy anh ra ngoài. Vậy chứ sao giờ, không lẽ mà ăn rồi cái vô tình chạm vô một cái thì mất công tí xét ái tình chết luôn á. Chương trình này là
real lắm, fake lắm. Nếu mà mình yêu thật, yêu giả. Bây giờ anh không có cần mà quan trọng là mình yêu thật hay yêu giả hay là sao hết. Nói chung là mình có cảm giác thì mình đến với nhau thôi. Thì cũng nhờ chương trình này thì biết đâu là mình có thêm bạn bè nhiều hơn, hoặc là có những cái mối tình cảm gì đó đi xa hơn. Biết đâu mời họ đi đám cưới thì sao. Sau khi mình gặp một anh chàng này rồi á, thì mình cảm thấy là anh này nói chuyện tự tin hơn rất nhiều hơn là anh Khoa. Đối với mình thì nhìn ảnh thì mình cũng cảm thấy là mình cũng hơi một chút gì đó thích. Bởi vì nãy mình có nói rồi là mình thích một chàng trai lớn tuổi tầm 30. Thì quan trọng là đến với nhau có hợp hay không nữa. Còn anh ấy thì mình cũng chỉ mới có tiếp xúc mới đây thôi, thì thấy ảnh có vẻ anh hiểu tâm lý và ảnh chịu bắt chuyện, ảnh nói với mình có một cái cảm giác gì đó nó khác lắm, nó khác với lại anh Khoa. Ở bạn nữ này mình có một điểm thu hút, đó là mái tóc, thứ hai là ánh mắt, vì ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Thì đối với mình, một người con gái mà có ánh mắt đẹp như vậy thì rất là dễ các chàng trai siêu lòng. Không biết em gặp anh em có vui không? Có vui chứ. Cho anh hỏi em này nha, nếu mà sau này lập gia đình đó, em thích cái người bạn đời của em sẽ như thế nào? Em ghét lừa dối, mình bị lừa dối hoài nên là mình rất là ghét. Ở điểm này thì em giống anh rồi đó. Anh cũng không thích người ta lừa dối mình nữa. Và anh cũng rất là sợ, tại vì hai mối tình trước của anh đều là lừa dối anh, nên là anh quyết định mối tình thứ ba này anh không để người ta lừa dối mình nữa. Và anh cũng không phải là người đi lừa dối người ta. Anh thì rất là đàng hoàng, rất là nghiêm túc. Nhưng mà phải có một cái gì đó mới xảy ra mâu thuẫn chia tay chứ, đúng không? Thì đúng. Thì người ta lừa dối mình mà rồi anh biết được thì anh là người chủ động chia tay. Sao nhìn em mà anh cảm giác là anh đang ngại ngùng và có một cái gì đó anh... Theo em đoán nha, có một cái gì đó nó cuốn hút một tí xíu, nhưng mà không biết đúng hay không. Chứ em thấy là nãy giờ anh nói chuyện anh rất là tự tin với em rồi đó. Mà anh nhìn vô em mà trực diện cái là bắt đầu là anh xao xuyến luôn. Mà không biết đúng hay không. Em nói đúng rồi đó. Nói chung là cũng có một chút gì đó nó rung động ở đây nè. Khi mà đối diện với em á thì anh không dám nhìn thẳng vô mắt em, tại vì anh sợ. Sợ thương em mất rồi đúng không? Đúng không? Anh cảm nhận được trong cái con người của em á, nó vừa có cái mỏng manh của một người con gái, mà vừa có cái sự nổi loạn mạnh mẽ nhẹ nhẹ, đúng không? 90% anh nói đúng. Thì anh chỉ đoán vậy thôi, nhưng mà rồi bây giờ nãy giờ em với anh cũng có nói chuyện, có giao lưu với nhau, cũng đã tìm hiểu được một ít về con người giữa anh và em, nên là bây giờ thì hẹn anh vào cái sắp tới này. Vậy là bây giờ anh phải chờ nữa. Ok anh. Cảm ơn em. Anh ôm hơi bị lâu rồi đó. Cảm ơn anh. Khi mà được nói chuyện với bạn gái, được trải lòng tất cả thì mình rất là vui. Nhưng mà bên cạnh đó thì mình cũng có cái sự bồi hồi và lo lắng ở trong đó. Thì mình không biết là bạn gái sẽ quyết định như thế nào. Nhưng mà dù có như thế nào đi nữa thì mình tin rằng dù là ở tình bạn hay là tình yêu, thì đối với mình đã chinh phục hết mức có thể. Thì hy vọng rằng bạn gái sẽ chọn lựa một cách đúng đắn.